Sử dụng phần mềm ABBYY File Reader. Tôi là Đặng Mạnh Cường, xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, đối với sinh viên và đặc biệt là sinh viên khiếm thị, thì vấn đề tài liệu học tập vẫn được xem là một vấn đề muôn thuở. Và đôi khi chúng ta tìm thấy những tài liệu trên mạng dưới dạng PDF, nhưng mà lại là PDF chụp. Có nghĩa là người ta sử dụng máy scan hoặc là máy chụp ảnh rồi người ta chụp lại các trang sách, sau đó dùng phần mềm để chuyển thành file PDF. Và đối với người khiếm thị thì không có cách nào để đọc các tài liệu này một cách trực tiếp, trừ khi các bạn sử dụng những tài liệu tiếng Anh thì tôi không nhớ chắc, nhưng mà dường như là từ phiên bản JAWS 13.0 trở lên thì các bạn có thể đọc được. Tuy nhiên thì gần đây tôi có tìm được một phần mềm với tính năng chính là nhận dạng chữ trên những cái ảnh chụp đó. Các bạn có thể hiểu nôm na là phần mềm này sẽ quét qua những cái trang tài liệu được chụp như vậy, sau đó thì biến những cái chữ này thành các ký tự mà cho có thể đọc được. Và sau khi chương trình nhận dạng xong thì các bạn có thể lưu những nội dung này lại thành một file Word hay là file TXT chẳng hạn, để mà các bạn sử dụng. Tôi nghĩ rằng đây là một phần mềm rất có ích cho chúng ta, nên hôm nay tôi quyết định thực hiện tài liệu này để chia sẻ. Phần mềm này thì các bạn có thể tìm thấy trên Google với từ khóa là ABBYY File Reader 11 Pro, viết là A, hai chữ B bò, hai chữ Y dài, cách khoảng FIND, cách khoảng READER 11 Pro, viết là B phở RO. Hoặc là các bạn cũng có thể tìm thấy trên các trang tìm kiếm của uTorrent hay là BitTorrent. Vì phần mềm có dung lượng khá lớn và cũng mất khá nhiều thời gian để cài, cho nên là tôi sẽ không hướng dẫn các bạn cách cài đặt. Thực ra thì phần mềm này cách cài đặt nó cũng như các chương trình bình thường, nghĩa là các bạn cứ chạy lên rồi bấm Next, rồi bấm vào nút Accept hay Agree gì đó, các cái thỏa thuận của nhà sản xuất, rồi chọn đường dẫn vân vân vân. Và sau đó thì cài đặt. Và tôi nghĩ là các bạn có thể tự mày mò phần này được. Còn hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tự mình định dạng những cái tài liệu PDF như là tôi nói lúc nãy, để mà phục vụ cho việc học của mình. Trước tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số thiết lập quan trọng tối thiểu cần thiết cho chương trình. Đầu tiên thì tôi sẽ gọi chạy chương trình lên. Mặc định thì chương trình có tạo shortcut trên desktop, nhưng mà hôm nay tôi sẽ chạy từ start menu của tôi bằng cách là gõ tên phần mềm vào ô search box. Menu search box edit. A, B, A, B, A, B, B, Y, Y, Find Reader 11. Tôi nhấn Enter để mở chương trình. Enter, leaving menus. A, B, B, Y, Y, Find Reader 11, list box, no selected item, 1 of 5. Đây là một bảng thiết lập nhanh mà chương trình hiện ra giúp cho chúng ta có thể thiết lập một số cái thông số tối thiểu cần thiết để sử dụng phần mềm này. Và theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn cũng chỉ cần thiết lập ở đây là đủ để có thể nhận dạng một tài liệu. Còn nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể đứng ngay cửa sổ chính của chương trình và nhấn Ctrl Shift O để mở hộp thoại option. Bây giờ thì tôi sẽ bấm Tab để duyệt qua các mục trong hộp thoại này. Tab, Document Language Edit Auto Select Alt Plus U Auto Select. Document Language, tức là bạn phải khai báo cho chương trình biết rằng bạn đang muốn nhận dạng tài liệu bằng tiếng gì, ví dụ như là tài liệu tiếng Anh hay là tài liệu tiếng Đức, tiếng Nga, vân vân. Và một điều rất thú vị là phần mềm này có hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt. Đây là một trong số những phần mềm rất hiếm hoi của nước ngoài mà có hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt. Chứ còn trên thực tế thì những phần mềm nhận dạng chữ trên hình ảnh như thế này thì rất nhiều, nhưng mà cho tới thời điểm này thì có lẽ đây là phần mềm duy nhất mà tôi có trong tay mà hỗ trợ chúng ta nhận dạng tiếng Việt. Thì quay trở lại với phần chọn ngôn ngữ, thì ở đây
tôi khuyên các bạn là nên chọn tiếng Anh và tiếng Việt, tại vì có thể là các bạn cần nhận dạng những cái giáo trình tiếng Anh mà theo tôi biết là bây giờ sinh viên cũng hay sử dụng, ví dụ như là New Headway hay là American English. Thì để mà chọn ngôn ngữ cho chương trình thì ở đây chúng ta sẽ gõ, hoặc là có thể dùng mũi tên lên xuống để mà chọn. Tuy nhiên là nếu mà dùng mũi tên lên xuống để chọn thì các bạn chỉ chọn được một ngôn ngữ, còn gõ thì các bạn có thể chọn được nhiều ngôn ngữ bằng cách là gõ tên của ngôn ngữ đó và ngăn cách bằng dấu chấm phẩy. Ở đây tôi sẽ chọn tiếng Anh và tiếng Việt, nên là tôi sẽ bôi đen và xóa tất cả những cái gì đang hiện diện ở đây, rồi tôi gõ lại. Selected. Auto select. Land. Đầu tiên tôi chọn tiếng Anh trước. E. Even. N. English. G. English. L. English. I. N. S. H. English. Semicolon. Chấm phẩy. Space. Khoảng trắng. V. Viet. I. Vietnamese. E. Vietnamese. T. Vn. Va. Vm. E. Vietnam. S. Vn. E. Vietnamese. Bây giờ thì tôi đã chọn xong ngôn ngữ và chúng ta có thể bấm phím Insert tab để kiểm tra lại. Document language. Edit. English. Vietnamese. Type in text. Alt plus U. Tôi bấm tab để duyệt qua các mục kế tiếp. Tab, color mode, combo box, full color, alt plus M. Thật ra thì các thông số ở trong cái trang thiết lập này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi khuyên các bạn là nếu như các bạn chưa từng sử dụng các cái phần mềm như thế này thì các bạn không nên vọc, bởi vì những phần mềm như thế này thì nó cũng liên quan đến scan, đến nhận dạng và những cái thông tin như là color, tức là màu sắc chẳng hạn, thì ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của tập tin sau khi đã được nhận dạng. Cho nên nếu như các bạn vọc rồi không biết cách để mà trả lại các thiết lập về mặc định thì sẽ rất là phiền phức về sau. Cho nên là tôi chỉ hướng dẫn các bạn chọn ngôn ngữ cho chương trình rồi duyệt qua các mục khác để mà tìm hiểu sơ. Bởi vì thú thật là bản thân tôi cũng không rõ mấy cái này. Tab, button, tab, scan to other formats, button, tab, show at startup, checkbox checked, alt plus S. Show at startup có nghĩa là mỗi lần bạn chạy chương trình lên thì cái bảng thiết lập này sẽ hiện ra để cho bạn chọn. Những thông số này thì bạn chỉ cần thiết lập một lần là chương trình đã nhớ, cho nên là bạn có thể bỏ check chỗ này để lần sau khi mà bạn chạy lên thì chương trình sẽ không yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ nữa. Và tôi sẽ bỏ check chỗ này để lần sau chương trình không yêu cầu tôi chọn lại những thông tin ở đây nữa. Space not checked. Sau đó tôi tab đi tìm nút close để đóng cái bảng thiết lập này lại. Tab close button. Space APPYY Fine Reader 11 Professional Edition List View 0 items. Thưa các bạn, và đây là giao diện chính của chương trình APPYY File Reader phiên bản 11. Để mà nhận dạng một cái ảnh chụp như lúc nãy tôi nói thì bạn chỉ việc bấm Ctrl-O để kích hoạt lệnh Open, sau đó chỉ ra đường dẫn đến tập tin cần nhận dạng. Và xin các bạn lưu ý là tập tin đó không phải chỉ có là PDF, mà tập tin đó có thể là các cái tập tin ảnh, ví dụ như là .gif, JPG, vân vân. Miễn là trên đó thực sự có chữ thì chương trình sẽ nhận dạng được, với điều kiện là cái chất lượng của cái hình ảnh nó phải tốt thì chương trình nhận dạng mới chính xác. Và hiện giờ thì trên máy của tôi có một cái đề thi thử tin học đại cương chỉ có 2 trang thôi. Tôi sẽ minh họa cho các bạn việc chúng ta nhận dạng tài liệu như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bấm Ctrl-O để kích hoạt lệnh Open và mở tập tin đó ra. Control O. Open image dialog. File name. Edit combo. Zero items. Alt plus N. Tập tin của tôi nằm trong ổ đĩa C, do đó ở đây tôi gõ tên ổ đĩa rồi Shift Tab lại để đi tìm. C colon. Enter. Shift tab. File name. Shift tab. Toolbar. Shift tab. Login. Shift tab. Folder view. List view. Not selected. Audacity. 1 of 16. Not selected. Audacity. T time factory. T th the type to th dc pdf. Đây là tập tin tôi cần. Trước khi mà nhấn Enter để mở tập tin này thì tôi xin cung cấp cho các bạn một số thông tin. Tôi phải nói trước bởi vì
theo cảm nhận của tôi thì phần mềm này sử dụng rất là nhiều tài nguyên. Và nếu mà tôi đợi đến khi mà phần mềm định dạng tài liệu mà tôi mới nói thì tôi không biết là cái phần mềm thu âm của tôi nó còn thu nổi hay không. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhấn Enter, tập tin sẽ được mở ra và chương trình sẽ tự động nhận dạng cho các bạn. Đến khi mà kết thúc quá trình nhận dạng thì trên màn hình sẽ xuất hiện một cái list, và list này chính là số trang mà chương trình đã nhận dạng được. Lúc đó thì các bạn có thể lưu tài liệu đã được nhận dạng thành file Word hoặc là file TXT vân vân. Và bây giờ thì tôi sẽ nhấn Enter để mở tập tin này. Enter. List view. Zero items. Adding the image to the document dialog. Opening images. Opening images. Stop button. Alt plus S. 63%. 87%. 100%. List view. Not selected. 1. 1 of 2. Bây giờ thì chương trình đã nhận dạng xong cái tài liệu của tôi. Đối với người sáng mắt thì họ có thể đọc cái tài liệu đã được nhận dạng ngay trên cửa sổ chính của chương trình, nhưng mà đối với người khiếm thị thì tôi không biết là có đọc được hay không. Ít nhất thì cho tới thời điểm này là tôi chưa tìm ra cách để chúng ta đọc trực tiếp, mà chúng ta chỉ có một cách duy nhất là lưu ra thành file Word chẳng hạn, rồi sau đó đọc. Trước khi mà tôi lưu ra thành file Word thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số cái tính năng liên quan đến lưu tập tin mà tôi tìm thấy trong phần mềm này. Tại menu ngữ cảnh của nó, tức là bấm phím Application để mở. Bây giờ thì tôi sẽ bấm Application để mở menu ngữ cảnh. Applications context menu R. Read selected pages control R E. Cái này tôi không biết. Analyze selected pages control E A. Select pages submenu L. Select pages có nghĩa là bạn có thể chọn cái kiểu trang để mà bạn lưu ra. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái cuốn sách khoảng 20 trang nhưng mà tôi chỉ muốn lưu trang lẻ thôi hoặc là lưu trang chẵn thôi, thì tôi có thể chọn ở đây. Tôi sẽ mở cái submenu này ra để các bạn thấy các mục con bên trong. All control A. All là tất cả. Odd O. Odd tức là trang lẻ, ví dụ như là 1, 3, 5, 7, 9. Even E. Even là trang chẵn, ví dụ như là 2, 4, 6, 8, 10. All control A. Select page. Save selected pages as submenu V. Save selected pages as có nghĩa là bạn sẽ lưu cái kiểu trang mà bạn đã chọn ở bên trên thành những cái định dạng phổ biến, ví dụ như là Word, là PDF vân vân. Và tôi sẽ mở submenu này ra để các bạn thấy các mục con bên trong. Microsoft Word Document W. Microsoft Word Document. Tôi không biết là cái định dạng này nó có phụ thuộc vào phiên bản Microsoft Office mà các bạn sử dụng hay không. Còn trên máy của tôi đang sử dụng Microsoft Office 2010, thì khi mà tôi chọn lưu với định dạng là Microsoft Word Document thì tập tin cho ra sẽ là tập tin có đuôi .docx, là tập tin của Word 2007 và 2010. Microsoft Word 97-2003 document R. Microsoft Word 97-2003 Document là tập tin có phần mở rộng là DOC, tập tin mặc định của Word 2003. Microsoft Excel document M. Microsoft Excel là tập tin .xlsx, tập tin của Excel 2007 trở về sau. Microsoft Excel 97-2003 document X. Microsoft Excel 97-2003 Document là tập tin XLS, là tập tin mặc định của Excel 2003 trở về trước. Microsoft PowerPoint Presentation O. Microsoft PowerPoint Presentation, cái này thì tôi chưa có thử. OpenOffice Org Writer Document F. Cái này tôi không biết. PDF Document P. PDF có nghĩa là các bạn sau khi mà nhận dạng xong các bạn lại lưu trở lại thành tập tin .pdf. Cái này thì tôi khuyên các bạn là không nên dùng, bởi vì sau khi nhận dạng xong thì sẽ có một số lỗi về phông chữ và các bạn cần phải sửa trước khi lưu thành PDF, bởi vì file PDF thì không thể chỉnh sửa về sau. PDFA document D. Cái này tôi không biết. HTML document H. Cái này thì chắc có lẽ là cũng ít ai sử dụng. Text document T. Text document là .txt thì cái này có lẽ là bản thân tôi thì rất là hay sử dụng, nhưng mà tôi có cảm giác là người khiếm thị chúng ta thì cũng không có dùng nhiều lắm. CSV document C. Cái này tôi không có biết. Electronic publication EPUB E.
Cái này tôi không biết luôn. Fiction book FB2 B DJ Wu document Microsoft Word document W. Ngoài ra thì ở ngoài giao diện chính các bạn thấy nó có một cái list view, đó là những cái trang mà chương trình đã nhận dạng được. Các bạn có thể di chuyển bằng control mũi tên lên xuống đến các trang này rồi dùng rồi giữ control và dùng khoảng trắng để chọn, giống như các bạn chọn các cái thành phần trên Windows Explorer, ví dụ như là trong cái thư mục của bạn nó có 5 tập tin con mà bạn muốn xóa tập tin 1, 4, 5 chẳng hạn, thì bạn dùng control khoảng trắng di chuyển tới và bạn dùng control mũi tên lên xuống di chuyển tới nó và giữ control những khoảng trắng để chọn. Thì ở đây chúng ta cũng có thể làm như vậy. Còn bây giờ thì tôi sẽ lưu tất cả những gì mà chương trình đã nhận dạng thành tập tin Word bằng cách là vào menu File, Internet App và tìm đến Save Document As. Alt F, Context Menu N, Unavailable, Scan Pages, Control K, S, Open PDF File Image, New Fine Reader, Split into Set, Open Fine Reader, Save Fine Reader Document, Close Fine, Save Document as Submenu V. Mũi tên phải mở ra. M, Microsoft Word Document, W. Tôi chọn Microsoft Word Document bởi vì máy tôi đang sử dụng Word 2010 và tôi có thể mở được tập tin .docx. Tôi nhấn Enter. Enter menu bar, leaving menu bar, list view, not selected one, one of two, save as dialog, file name, edit combo, thdc, docs, zero items, alt plus n. Tôi giữ nguyên tên tập tin và tôi lưu nó xuống ổ D. Bây giờ tôi sẽ lưu. Home. D colon. Backslash alt s, dth, the dive, thdc, docs, list view, not selected one, one of two, 15%. Saving to file dialog, saving the document in Microsoft Word 2007 format, saving the document, saving the document in Microsoft Word 2007 format, saving the document, stop button, alt plus s, 100%. List view, not selected one, one of two. Mặc định của chương trình thì sau khi lưu xong, chương trình sẽ khởi động Microsoft Word và mở tập tin này lên cho chúng ta xem. Nhưng mà tôi thì tôi không có thích, cho nên là tôi đã tắt nó đi. Nếu như bạn cũng muốn tắt nó đi giống như tôi thì bạn có thể làm như sau. Tôi sẽ quay trở lại cửa sổ lưu tập tin. Alt F, Cont, Open, Split, Open, Save, Find, Reclose, Find, Save, Document, M, Microsoft Word Document, W. Enter, leaving menus, list view, not selected one, one of two, save as dialog, file name, edit combo, th. Tại cửa sổ lưu tập tin này, thay vì chọn đường dẫn rồi nhấn Enter thì chúng ta sẽ bấm Tab để đi đến các tùy chọn của nó. Tab, save as type, comma, tab, save button, alt, tab, cancel, tab, open document after saving, checkbox not checked, alt plus D. Open document after saving. Có nghĩa là sau khi lưu xong thì sẽ khởi động Microsoft Word và mở tập tin này lên. Và tôi đã nhấn khoảng trắng để bỏ chọn mục này vài ngày trước. Do đó lúc nãy khi mà tôi lưu lại thì sau khi lưu xong chương trình chỉ quay trở lại giao diện chính chứ không mở tập tin lên. Và đây là một cái thiết lập nho nhỏ, tùy bạn có thể chọn hay không. Bây giờ tôi sẽ nhấn Escape để thoát cửa sổ này ra và mở thử tập tin Word mà tôi đã định dạng hồi nãy cho các bạn xem. Escape, list view, not selected one. Tôi sẽ vào ổ D của mình và mở tập tin mà tôi đã định dạng. Menu, search box edit. D, colon, enter, leaving menus, Windows Explorer, items view, multi-select list box. Tôi nhớ mang máng hình như là tập tin bắt đầu bằng chữ T. T, not selected, Tim like you, T, the chuck code, not selected, THDD, T, not selected, THDC, docs, THDC. Tôi nhấn Enter. Enter. Cancel button. THDC, docs compatibility mode, Microsoft Word, print view, the document as two objects, edit. Bây giờ thì tôi có thể chuyển qua tiếng Việt để đọc thử tài liệu này. Liên tục. Hai đề thi thử tin đã luôn. Thời gian út. Cái qua lưu ngào điện đo tao viên ngã thi tiêu để chậm điểm. Ba in. Mau cái thứ ba út. Eloquence. Với cái tập tin này thì kết quả cho ra có vẻ như là không có được tốt lắm. Tiếng Việt có dấu không dấu lẫn lộn.
Tuy nhiên thì do là tôi cũng chưa bao giờ nhờ ai đọc dùm cái tập tin gốc này, cho nên cũng chẳng biết là cái nội dung gốc người ta soạn như thế nào và chữ có rõ hay không. Bạn lưu ý là tập tin gốc và nội dung càng rõ bấy nhiêu, màu sắc càng đẹp bấy nhiêu thì phần mềm nhận dạng ra càng chính xác bấy nhiêu. Tập tin này thì có thể là do người ta quét từ máy scan ra và khả năng rất lớn là cái nguồn của nó là giấy photocopy, cho nên là chữ có thể không rõ lắm. Đâm ra là ở đây xem sơ qua nội dung thì thấy sai rất là nhiều. Do đó sau khi mà quét xong thì tôi khuyên các bạn là nên dành một chút thời gian đọc để sửa lại những gì có thể. Hoặc là các bạn có thể nhờ một ai đó là người sáng mắt hoặc nhìn kém chẳng hạn. Nhờ họ đối chiếu với tài liệu gốc là file PDF hoặc là file ảnh mà các bạn có, rồi sửa lại để tiện cho các bạn trong việc học cũng như là bạn có thể chia sẻ tài liệu đó cho những người khác về sau. Ngoài ra thì cũng xin chia sẻ với các bạn là phần mềm này có thể thay thế một phần mềm convert tập tin PDF thành tập tin Word. Trước đây tôi thấy rất nhiều người hay đi tìm những cái phần mềm để chuyển file PDF thành file Word đọc cho nó dễ. Và nếu như bạn đã sử dụng phần mềm ABBYY File Reader thì bạn có thể không cần phải cài thêm những phần mềm như vậy nữa. Bạn chỉ cần mở file PDF ra rồi lưu lại như cách mà tôi đã hướng dẫn ở trên thì bạn sẽ có được một tập tin Word được chuyển từ tập tin gốc là PDF. Ngoài ra, các bạn cũng có thể định dạng các cái tập tin ảnh, các cái tập tin PDF mà tôi đã nói ở trên bằng cách là vào Windows Explorer đứng ngay tập tin đó, bấm Application, chọn trong menu ngữ cảnh. Lúc đó chương trình sẽ nhận dạng rồi khởi động Microsoft Word lên và dán cái nội dung mà chương trình đã nhận dạng được vào đó cho chúng ta. Việc của chúng ta lúc đó chỉ là bấm Ctrl S để lưu lại. Tuy nhiên thì tôi không biết là vì lý do gì mà trên máy tôi và máy của một số bạn bè mà tôi quen biết thì tính năng này hoạt động không tốt lắm, có nghĩa là bạn làm 10 lần thì thế nào cũng có khoảng 3-4 lần là không thành công. Cho nên là tôi sẽ minh họa cho các bạn biết là mình cần tìm gì trên menu ngữ cảnh để làm được tính năng nói trên, chứ tôi sẽ không làm thử. Bây giờ thì tôi sẽ vào ổ C tìm lại tập tin gốc.pdf hồi nãy. Menu search box edit. C colon enter leaving menus Windows Explorer item T time T tam lock T tam lock T th the type th DC doc T th the type th DC PDF. Sau đó tôi bấm application. Applications context menu O open with Adobe Reader Z open O print E copy pad scan with ABBYY find Reader 11 sub menu A. Mở sub menu này ra. Convert into Microsoft Word document C. Bạn chỉ cần nhấn enter vào đây thì chương trình sẽ đọc cái file PDF của bạn từ trên xuống dưới, sau đó dán hết tất cả những gì mà chương trình đọc được vào Word cho các bạn. Tương tự ở bên dưới cũng có một số mục khác. Convert into Microsoft Excel document C. Excel. Convert into searchable Adobe PDF C. Open an ABBYY Find Reader 11. Convert into Microsoft Word document C. Rồi hết. Escape, escape menu. Thưa các bạn, hôm nay thì có lẽ là tôi xin dừng phần chia sẻ của mình ở đây. Tuy nhiên, trước khi kết thúc thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là phần mềm này thì các bạn có thể kết nối máy scan vào máy tính, rồi sau đó dùng máy scan để quét những cái tài liệu trên giấy và dùng phần mềm này để định dạng thành chữ để chúng ta có thể đọc trên Word hoặc là copy dán trong những trường hợp cần thiết. Và vì hiện giờ thì tôi không có máy scan cho nên là chưa có cơ hội tìm hiểu tính năng này của phần mềm. Trong tương lai nếu mà tôi có điều kiện thì tôi sẽ tìm hiểu và tiếp tục làm thêm một tài liệu audio nữa để chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm của mình. Còn hôm nay thì phần chia sẻ của tôi xin tạm dừng ở đây. Mong rằng nó sẽ là một tài liệu hữu ích cho việc học tập của các bạn sinh viên, cũng như là những ai quan tâm đến phần mềm này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt các bạn.